Nếu như cô có những cái bằng chứng cụ thể ha, hoặc là cô dám khẳng định nó là bảo ngọc thì xin mời cô ra trước cái cơ quan chính quyền. Drama nổ giữa đêm, diễn viên Bảo Ngọc gia đình là số 1 lên tiếng khi bị gọi tên trong clip tố thái độ tệ của YouTuber nổi tiếng. Vào tối muộn ngày 15 tháng 11, kênh TikTok của diễn viên nhí Lê Huynh Bảo Ngọc đã đăng tải đoạn clip đính chính về drama liên quan đến một nữ YouTuber nổi tiếng. Bảo Ngọc xuất hiện cùng người quản lý cũng là người thay mặt cho nữ diễn viên lên tiếng về câu chuyện này. Phía Bảo Ngọc cho biết thời gian qua nữ YouTuber có hàng triệu người theo dõi đã đăng tải clip về thời gian đóng phim chung với một diễn viên nhí và nói rằng diễn viên nhí đó có những hành động thái độ không tốt. Mặc dù nữ YouTuber không nêu rõ tên diễn viên nhí đó là ai, nhưng khán giả lại nhanh chóng nhận ra người này từng đóng phim chung với Bảo Ngọc và bắt đầu nghi vấn cô là nhân vật bị nhắc tới. Sau đó trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bình luận và chia sẻ thông tin gây ảnh hưởng tới danh dự của nữ diễn viên. Người quản lý của Bảo Ngọc khẳng định những clip này không liên quan đến Bảo Ngọc cũng như mẹ của Bảo Ngọc. Nếu như cô có những bằng chứng cụ thể hoặc cô dám khẳng định đó là Bảo Ngọc thì xin mời cô ra trước cơ quan chính quyền, báo chí để ngồi đối chất trực tiếp. Chúng tôi sẵn sàng đi với cô, ai làm sai người đó chịu, chứ đừng nói chuyện mập mờ gây hiểu lầm. Tôi đề nghị cô nên dừng ngay lại hành động này. Hiện tại những video của nữ YouTuber nói về câu chuyện này đều đã bị gỡ bỏ. Tuy nhiên, cộng đồng mạng vẫn đang bàn luận rất sôi nổi, thậm chí một bộ phận dân mạng có bình luận công kích đến Bảo Ngọc. Nữ diễn viên cũng đã phải hạn chế phần bình luận ở các tài khoản mạng xã hội của mình.